anh Việt Nam sẽ không bao giờ vươn tầm quốc tế. Ăn học cho nhiều, am hiểu cho cao, rồi ăn núa xài lơ vậy đó. Sao vậy con? Mẹ biết mẹ buồn đó. Là bởi vì đồ ăn của chúng ta không có sự nghiên cứu và tính toán, chỉ mang tính chất ngon nhưng mà không tốt cho sức khỏe một tí nào. Công tình ba mẹ nuôi lớn, mày hóc cơm trắng cho đã, xong giờ mày chê. Đầu bếp ở Việt Nam luôn luôn kém hơn đầu bếp ở nước ngoài một bậc. Mình hỏi về một cái là điểm tan chảy và điểm chuyển hóa chất của bơ, thì cái người bạn đó cũng nói là không có biết, chỉ có những người mà học chuyên sâu hơn thì mới biết được những cái đó thôi. Nó hỏi thử mấy đầu bếp Tây á, nó biết cách canh mực nước, nấu gạo trắng, gạo nếp, gạo tẻ, gạo lứt, gạo con nó biết không? Tại sao mà bên này người ta chỉ thích ăn gà mềm chứ không thích ăn gà dai giống Việt Nam? Là bởi vì người ta biết gà dai sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ở Việt Nam thì sao? Mọi người rất thích ăn gà dai chỉ bởi vì nó ngon. Ôi trời, tự nhiên bây giờ đi so là ở Việt Nam người ta ăn thích ăn gà dai. Ủa thì giờ lớn lên đâu hiện ta ăn cái đó mắc cùi không? Khen gà công nghiệp nó mềm, chứ không phải là tại tụi bên này không có răng nhai không được à. Đưa càng cua thử ơi, con người Việt Nam ta cắn rớp rớp, ở bên này hả, càng cua là phải đồ bấm. Thôi không có ăn được. Trời ơi, vi ơi, phải attention, coi chừng bị gãy răng đó. Tự nhiên đi so kiểu giống như là đặt trái nho cạnh trái táo, xong rồi khen trái táo lớn. Sao vậy con? Rồi xong rồi bảo là thích ăn gà công nghiệp. Rồi xong rồi mua trứng, có biết mua trứng không? Mua trứng, thường thường mua trứng gà bên này mua số mấy? Số 0, số 1, số 2, số 3, biết sự khác biệt không? Nếu mà mua số 0 á, vậy tại sao lại ủng hộ cái phần ăn gà công nghiệp? Gà thì muốn ăn gà công nghiệp, nhưng mà trứng á, thì lựa số 0 với số 1 mua là tại vì sao? Tại vì nó là gà thả vườn. Ủa rồi mua nuôi gà thả vườn cho nó đẻ thôi chứ không ăn nữa hả? Có biết không? Có biết đủ chưa? Có biết tới cái mức đó chưa? Hay là biết học có nhiêu đó mà ăn học bao nhiêu lâu dữ? Gành dữ lắm rồi đó hả? Một cái sự khác biệt to lớn giữa nhà hàng Việt Nam và nhà hàng Pháp, gần như 100% tất cả nhà hàng tại Pháp đều được đặt menu ở trước cửa nhà hàng để khách có thể biết được cái mức giá và những cái món ăn của nhà hàng trước khi quyết định có vào nhà hàng hay không. Mình thấy cái điều này nó rất là hay, mà các nhà hàng từ cao cấp đến bình dân ở Việt Nam nên học theo. Ủa giờ không vậy, tự nhiên giờ người ta có cái gánh chè, hoặc là giờ một cái người mẹ tảo tần để dành cả đời mới được một cái góc chút xíu rồi đó để bán. Thí dụ như người ta chưa kịp làm menu, nhưng mà úi dồi, ở đâu mà không có menu? Hoặc là mình có thể vào mình hỏi là cô ơi cái này bao nhiêu đấy, ông đem ta cầm ta không trả lời. Rồi cái này em biết tồn tại bao lâu chưa? Ví dụ đi tới những thành phố lớn, hay là ở Sài Gòn, Việt Nam mình, hay là Hà Nội, ủa tôi thấy ở đâu người ta cũng có để bảng giá. Đi coi mấy cái, thấy mấy cái tiệm cơm tài ký rồi các kiểu, người ta để bảng giá to đùng vô mà không biết đọc hay gì. Rồi không lẽ một cái gánh chè của một cái cô đó có chút xíu gì, cô hỏi cô có menu không, bảo quăng nguyên gánh chè vô mặt. Trời ơi, điên khùng gì đâu, chờ tao nhìn cái giao diện mà tao đã không ưa rồi, tao đã không muốn làm clip rồi mà tao phải cứ tắt tên tao hoài luôn á. Ví dụ nói cái gì mà cho nó có lý, logic, một cái người suy nghĩ bình thường được không?